Anh Tâm, hồi sáng hôm qua em đi lên nhà anh sớm á, là cỡ 4:30, là em có gặp một cái cảnh nó rất là khiến em xúc động, đau lòng hay xúc động cho em cũng biết, nói chung là buồn. Kiểu em thấy 4 năm cô chú vậy đó, giống như mẹ em vậy đó, cứ tưởng tượng mẹ em đi, 4 năm người sáng sớm rất là lạnh, em còn chịu không nổi nữa. 4:30 à? 4:30 sáng, em còn chịu không nổi nữa. Hôm qua 4:30 sáng là chắc là 1 độ. Đó. Em còn chịu không nổi nữa, là em mặc rồi em đi giật run run như nè. Thì đó là làm vừa tới là có một chiếc xe van tới. Chờ. Là mấy cô đó là lùa chạy lên xe van đó, đóng cửa lại rồi mà hai ông đó chở mấy cô chú đi, là nhìn là biết là chở đi đâu rồi, đi làm farm. Thì sao kiểu, kiểu buồn, kiểu tưởng tượng mẹ em đúng không? Tuổi đó mà mẹ em á, suốt ngày than với em là đau lưng, 60 tuổi rồi. Đau lưng rồi đau này đau kia. Mà em cứ nghĩ, ôi sao mấy cô này tại sao lại qua đây để mà làm farm, để mà làm cực khổ như vậy đúng không? Những người Úc người ta không làm mấy cái này, mà là người Úc người ta làm á, người ta dùng máy không à. Rồi xong người Úc người ta quen với người Việt. Dạ. Xong rồi người ta đưa cho mấy ông thầu á, mấy ông thầu lại. Xong thuê những cái người ở đây, có thể là người Úc mà có thể không phải người Úc, cũng có thể là du học sinh, cũng có thể là người du lịch, cũng có thể là người đi làm việc. Dạ. Đó. Những cô chú đó thì mình không biết, có thể là người ta đang giống như lo lắng cho một đứa con nào đó, người ta cần tiền để mà nuôi một đứa con nào đó để ăn học ở bên này, người ta cũng phải chịu hy sinh thôi, đúng không? Hoặc là người ta mong muốn là có con của họ được ở lại đây rồi đi, rồi họ đi qua đây được bảo lãnh qua đây, nhưng mà nó không có đủ tiền mua nhà thì người ta cũng cày như vậy, kiếm từng đồng từng cắt vậy để cho mấy nhỏ bên này nó mua nhà. Nó rất là nhiều hoàn cảnh các bạn hỏi, ủa tại sao Michael này cái gì cũng biết vậy, cái gì mà ổng cũng nói được cái vậy, mày có vẻ nó cũng nhiều chuyện cũng vậy, cái gì cũng biết. Thật chất ngày xưa mình cũng đi làm farm các bạn, nó đơn giản thôi à, cái gì mình cũng biết tại vì mình trải qua rồi, đơn giản. Có nhiều người thấy làm farm thấy giống như xấu hổ, thấy làm farm không bao giờ đi làm farm, thấy làm farm là cái gì đó mà nó không có sang. Em cứ tưởng tượng nha, cái quần em mặc á, tới chiều tối á, là cái đầu gối này nó màu đen. Cái quần jean em mặc chiều, cái quần jean là màu jean đúng không, tới chiều tối nó màu đen chứ không còn nó màu jean nữa, màu đất. Đó là phải cày, phải cúi đầu gối xuống bò. Em nhớ mấy anh mà làm gạch không, là anh có cái đồ để mà bao vô đâu. Người làm farm không có mấy cái đó đâu, phải cày á, trầy da tróc vải đó. Nhiều khi cái đó là mùa đông như vậy là đỡ nha, còn mùa hè các bạn có tưởng tượng nó khủng khiếp kìa, gió thổi bụi bay, mùa đông nó còn có mưa rồi nó ướt rồi nó thấm, rồi ướt thì nó cũng không sao, nhưng mà bụi nó vô trong mũi tối về bạn hỉ một phát ra hả, một cục đen thui thù lùi trong tay bạn luôn, nó còn ác hơn nữa. Rồi các bạn cứ làm giống như những cái con vật làm ở nông farm thôi, còn người ta chạy máy cày người ta cứ chạy ào thôi, phải ngồi đúng chỗ nha, nó mà chạy đúng các bạn là coi như cũng lên đường luôn, nó rất là nguy hiểm làm farm. Mình hồi xưa mình đi làm farm cà rồi nè, làm farm dâu rồi nè, làm farm táo rồi nè, làm farm nho nè, cái gì mình cũng làm hết á, tại vì thiếu tiền quá phải làm thôi à. Không những đi làm không nha, rồi sau này anh chị, mấy anh chị mà người ta thầu lại, người ta thương á, rồi người ta thấy mình biết lái xe, rồi thấy mình đi học rồi này nọ, hỏi mày biết lái xe, mày lái được xe van rồi này nọ, mày chở giùm tao mấy người này được không? Nó được. Tại ngày xưa mình đi làm á, mình đi làm như là một ngày mình kiếm được 100 cho tới 200, nhiều khi làm giỏi nữa thì kiếm được 250-300 gì đó. Những người làm giỏi người ta kiếm 500 một ngày, nhưng mà mình không làm giỏi. Mình không phải là người làm farm chuyên nghiệp à, thì mình chỉ làm cho biết, chứ lại đi làm để mà có tiền để mà sống thôi. Chứ nói đi làm cho vui nữa là nó láo nữa. Vui đâu mà vui, bà nội luôn. Muốn làm mà muốn chảy nước mắt luôn á, chứ ở đó mà vui à. Rồi sau làm gì ông nói mình biết làm đi không, mình chở thử tao coi. Rồi cái xong mình chạy xe, mình chở. Lúc đó là mình đã có bằng full rồi. Tại ở Việt Nam qua cái này mình thi, cái mình có bằng full ngay lập tức rồi. Chứ mình không giống như người này đâu. Có mấy đứa khác, nó giống như cục thịt chứ. Qua đây mà không chịu học gì hết à, đợi lâu lắm rồi mới chịu có bằng à. Sao các bạn biết không? Ông nói mình chạy thử coi. À ok, lái chở đi ngon lành. Rồi ông kia ông nằm ngủ. Cái ông mà thầu á. Còn mình thì mình lái. Mình lái đi đón hết cô chú. Rồi mình lái về. Chứ nói được, thấy mày được á tao. Rồi lúc đó mình lên cấp rồi. Mình không cần vô làm nữa. Tao nói mày cứ ra đó mày coi giùm tao đi, còn tao ngồi trong xe tao làm việc. Còn thôi là tao sẽ tao gọi điện thoại người này tao làm ăn, còn mày cứ đi lên xe ra ngồi.
rồi nếu mày muốn vuông mày phụ ai đó mày phụ, rồi tao sẽ trả thêm tiền cho mày. Và thứ hai nữa, ví dụ như một ngày đó đó là ổng lấy người ta trong xe đó có 10 người đi thì ổng lấy được là khoảng 100 mấy đúng không, ổng nói cho mày đó, mình có đủ tiền rồi mình đi cày chi khổ vậy, mình ngồi trong xe ngồi học bài đúng không các bạn. Thì cái gì bạn cũng phải mở miệng ra, bạn nói cho người ta biết à bạn có cái khả năng này, nói anh ơi anh lái xe cực quá để em lái phụ cho. Thì nó ủa thiệt không mày, thiệt lái xe hả, đưa cái bằng lái cho ông coi bằng full đàng hoàng. Trời ơi mày mới qua đây có mấy tháng mày biết bằng full rồi, hay quá vậy mày. Ừ rồi xong lái đi lấy về anh yên tâm đi, em lái cẩn thận và anh cần em làm gì anh nói em biết làm. Rồi xong ổng rủ nhà chơi rồi xong ăn uống rồi này nọ với ổng vậy thôi. Làm một thời gian thì mình thấy cái nghề này cũng ổn, nhưng mà mình cũng làm có 3 tháng tới 6 tháng rồi, tại vì mình biết cái này không phải cái sở trường của mình. Yeah. Mình chỉ phụ anh bấy nhiêu đó thôi, sau đó thì mình cũng quay lại mình làm mấy cái khác để mình tương lai mình thấy hơn cái đi làm theo kiểu này không được. Nhưng mà mình muốn cái video này gửi tới các bạn là cho dù hiện nay có hoàn cảnh của bạn rất là khó khăn, thì bạn đi làm farm hay là bạn đi chùi toilet, ngày xưa mình cũng chùi toilet, mình cũng chẳng thấy cái gì mà xấu hổ đó. Chỉ có điều mình không có đi ăn cắp đồ của ai, mình không có ăn trộm tiền của ai, mà mình không có làm gì mà xấu hổ với bản thân mình, gia đình mình, không có gì mà xấu hổ mà. Không có nghề hàng nha, chỉ có người hàng thôi đó, bạn nhớ vậy. Mình đi làm mình thấy bình thường mà, chùi toilet hay là mình đi dọn dẹp rác của nhà người ta, dọn dẹp rác cho nhà người ta đẹp, nhà người ta xấu thì mình cũng là chuyên đi sửa lại cho nhà người ta đẹp để bán giá cao hơn mà các bạn. Những cái mà mình đã trải qua nhà mình mới có kinh nghiệm mình nói chuyện với các bạn đây nè, các bạn coi video mình nè. Các bạn có bao giờ thấy mình đi ăn nhà hàng sang trọng sang chảnh, rồi đi check in ở những khách sạn 5 sao, rồi đi ở những cái Airbnb tốn vài chục ngàn đô, rồi lên khoe, rồi mặc đồ bikini, rồi hở hang, rồi đi khoe xe, mấy cái chuyện đó mình làm được hết á. Mình dư sức làm, mình nói với các bạn luôn, mình dư sức làm. Nhưng mà không làm, tại làm như vậy làm gì các bạn biết không, nó tổn phước, nó tổn đức. Vậy càng khoe cái gì là bạn càng mất cái đó, và bạn càng khoe như vậy mà trong khi đó bạn không có mà bạn đi khoe, nó càng bị tổn đức tổn phước nữa đó. Mình nói trước đó, cái người ta giàu người ta không có khoe. Các bạn coi mấy ông tỷ phú trên thế giới thì người ta đâu khoe, còn mấy cái người mà nhoi nhoi ở dưới nó khoe. Các bạn cá lồng tông á là nó hay nhoi nhoi trên mặt, còn cá mập ở dưới nó không nói, nó phập luôn à đó, bạn thấy không. Còn chó nó hay sủa lắm, còn cọp, còn beo ở trong rừng á, rồi hổ á, nó không có nói gì đó, nó cứ tới nó quất luôn à, nó không có nói. Rồi các bạn thấy không, thùng rỗng thì kêu rất là to, mà cái thùng mà nó đầy nước á, bạn đập cỡ nào nó cũng không ra tiếng hết á. Sông sâu tĩnh lặng lúa chín ngày cuối đầu, các bạn, người ta càng giàu người ta sẽ càng im, người ta sẽ đi những chiếc xe dõm dõm thôi. Người ta ở những cái ngôi nhà dõm dõm thôi, chứ không phải khoe. Và những cái kinh nghiệm mà quá khứ người ta trải qua đó, rồi giống như bản thân mình trải qua rất là nhiều nghề, thì bây giờ mình có kinh nghiệm, mình từng làm bưng phở từ lúc mình mới qua Úc. Sau một thời gian bưng phở, chủ người ta giờ đi về Sydney người ta làm ăn, người ta không làm nữa, thì mình cũng không làm nghề đó nữa, thì mình chuyển qua mình đi làm hãng. Rồi sau rồi mình không có việc làm á, mình đi làm farm. Mình trải qua những cái ngày nắng nóng cực kỳ, 40 mấy 50 độ, 52 độ luôn, mình còn đi làm farm nữa mà. Thì mình trải qua cái lạnh thấu xương, và trải ra cái nóng mà nóng chảy mỡ luôn, không có mỡ trong người mà cũng phải chảy nữa, các bạn biết rồi đó. Rồi đi làm việc trong cái container mà trời nó nắng nóng như vậy, người ta phải bỏ đá vô trong container để cho cũng nó lạnh nó bớt, để nó nguội bớt để mà mình làm việc đó. Nên những cái trải nghiệm của mình á, mình rất là cảm ơn cuộc đời, cảm ơn ba mẹ. Tại ba mẹ không có nhiều tiền để cho mình, chứ nếu mà ba mẹ mình mà có nhiều tiền đưa cho mình thì chắc chắn mình sẽ không được cái trải nghiệm này để mình chia sẻ với các bạn đâu. Tại vì ba mẹ mình có nhiều tiền thì tội dại gì mình phải đi làm, đúng không? Mình cứ suy nghĩ người bình thường, mình rất là bình thường. Mình đặt cho mình cái biệt danh đó là phó thường dân mà. Bạn là thường dân ở đây, mình phó nữa là mình thấp hơn thường dân nữa. Các bạn thấy rồi đó. Nếu mà ba mẹ mình mà cho mình nhiều tiền thì mình cũng giống như mấy bạn khác thôi, cũng không có cố gắng gì đâu, cũng lấy tiền của ba mẹ mà xài thôi. Mình cũng không hơn gì các bạn hết á. Có vấn đề là tại vì ba mẹ mình đưa mình vào thế bí rồi, mình phải hành động theo kiểu này để mình còn tồn tại được thôi. Còn thôi mình cuốn gói lên được, đi về giúp đất nước. Đó các bạn, hãy thương ba mẹ. Giống như câu chuyện của Thiên mình sáng kể đó, tại bây giờ em đi làm cực khổ vậy em mới thương ba mẹ đúng không? Chứ hồi xưa em đâu có cực đâu, em đâu có biết thương ba mẹ. Không để ý. Tại vì càng lớn á, em càng trưởng thành thì em mới thấy thương ba mẹ.
Yeah. Thì ba mẹ vất vả kiếm tiền cũng cho con cái hả? Đến thấy không, những cái trường hợp mà nãy muốn kể ra đó, ba mẹ đi làm farm không phải cho ba mẹ đâu. Ba mẹ cái tuổi đó rồi, 60 tuổi rồi còn về mua nhà, sửa nhà để làm gì? Mấy người đó mà 60 tuổi mà còn canh đua với đời nữa là mấy người đó còn sân si nữa. Còn họ, đa số họ kiếm tiền để họ cho con cháu không ạ? À? Hiểu không? Dạ. Yeah. Nhưng bây giờ giống như là trường hợp anh nói với Thiên hồi nãy á, kể với Thiên á, nói ba mẹ của anh á, thôi lớn tuổi rồi, ba mẹ nghỉ đi, yeah, làm gì nữa? Ba mẹ nói, tao đáng cày, để cho, nói cho ai? Dạ. Yeah. Mấy đứa con bây giờ lớn hết rồi, tự lo được hết rồi, con cái rồi, nói không cho mày, cho con mày cũng thua thôi, đúng không? Nói con cháu gì nữa, bây giờ ba mẹ đi du lịch, đi muốn làm gì làm, Việt Nam mình ngộ đó. Máu cài à, máu cài á. Và thứ hai mà, với lại các bạn thấy một cái điều đó là cái thứ nhất. Có cái điều thứ hai nữa là bạn thấy là khi đi qua đây kiếm được nhiều tiền á, một ngày kiếm được 200, 300, 500 á, máu của ba mẹ bắt đầu máu thăm tiền á, của ba mẹ. Mà thật sự nếu các bạn, các bạn cũng thăm tiền y chang à, đừng có nói vậy đó, y chang. Ờ, khi mà bạn thấy mà làm ở Việt Nam cực khổ quá, một tháng kiếm được đâu có 300-400 đô một tháng đúng không? Qua đây mỗi ngày kiếm được 300-400 đô xong cậy. Tâm lý chung ai cũng vậy thôi. Mình nói những chuyện rất là bình thường. Thiên con mấy nay nó học cũng được một tháng à. Mình nói những chuyện rất là bình thường, biến những cái chuyện rất là phức tạp thành những chuyện rất là dễ hiểu. Ai mà không hiểu mà mình nói nữa thôi, mình đảm bảo những cái mà mình nói với các bạn, đứa học lớp 5 nó nghe nó không hiểu. Đứa con nít nó nghe nó cũng hiểu mình đang nói gì. Chứ mình không có nói mấy cái chuyện mà, tất nhiên là mình có thể nói những cái chuyện phức tạp, những cái chuyện về tiền mã hóa, những cái thuật toán về cryptocurrency, những cái thuật toán về trí tuệ nhân tạo, thì mình được đào tạo khúc đó mà. Mình nói nhưng mà sợ mọi người nói mình bắt đầu chém gió, nói mấy chuyện trên trời dưới đất thôi. Mình nói chuyện căn bản thường ngày thôi, chuyện thường ngày ở huyện cho mọi người nghe. Ok, các bạn thấy không, xung quanh mình những cái chiếc xe này, đó, xe cùi bắp không đó. Mình nói chuyện rất dễ hiểu, mà nói chuyện toàn là bình dân thôi, bình dân phục vụ thôi, không có chém gió đâu. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Nhớ nha, các bạn thấy mà ba mẹ các bạn vất vả thì các bạn phải nhớ cái câu này: tăng tốc độ kiếm tiền của các bạn nhanh hơn là so với cái tốc độ già đi của cha mẹ các bạn. Nếu một ngày nào đó cha mẹ bạn không còn ở trên đời này nữa, tới lúc đó bạn hối hận, tại vì bạn chưa báo hiếu được một ngày nào hết mà cha mẹ không cho bạn có cơ hội đó, thì lúc đó bạn có kiếm được cả tỷ bạc, cả chục tỷ bạc VND nha. Chứ đừng có nói tỷ đô là không có đâu, đừng có tưởng tượng, đừng có ảo tưởng sức mạnh. Khi mà bạn mà kiếm được cái đống tiền đó rồi, bạn đem bạn đốt cho cha mẹ bạn, cha mẹ bạn đâu có hưởng được cái gì đâu. Hãy nuôi họ, hãy báo hiếu ngay khi họ còn ở trên cuộc đời này. Cho dù một cuộc gọi điện thoại về thăm ba mẹ, hay là gửi một cái món quà gì đó về cho ba mẹ, một cái gì đó nho nhỏ thôi, chứ không cần các bạn phải gửi một số tiền rất là lớn thì ba mẹ mới vui. Hãy là một đứa con có hiếu bằng những hành động nho nhỏ mỗi ngày thôi các bạn. Nhớ nha.